Sáng ngày 24 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án truy sát quân Sa Lộ do có kháng cáo của 9 trên 16 bị cáo. Trước đó, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Võ Thùy Linh, 32 tuổi, 18 năm tù, phạt các bị cáo Lý Văn Tư, 45 tuổi, Hồ Thanh Phương, 37 tuổi, Vương Vũ Hoàng, 33 tuổi, Nguyễn Ngọc Thạch, 35 tuổi, mức án chung thân, 8 bị cáo còn lại có mức án từ 6 năm tù đến 19 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Phạm Nhật Nam, 26 tuổi, 2 năm tù, Lê Tuấn Vũ, 29 tuổi, 18 tháng tù, Lê Thị Tuyết, 47 tuổi, 3 năm tù cùng về tội che giấu tội phạm. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Võ Thùy Linh và bị cáo Hồ Thành Đạt kháng cáo kêu oan. Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch, Đặng Quốc Duy, Lê Thị Tuyết, Phạm Nhật Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với Võ Thùy Linh và Đặng Quốc Duy.